xin chào hết tất cả các bạn đã đến với chương trình VGT Guitar. Chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình luyện ngón phần 1. Và bài tập hôm nay gồm có hai bài 17 và 18. Hy vọng các bạn nó lên dây đờn. Và bài tập đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu là bài tập số 17. Bài tập số 17 có ngón thứ tự của tay trái là 1, 4, 3, 2. Okay. Ready? 1, 2, 3, 4. Và bài tập cuối cùng của video hôm nay là bài tập số 18. Và bài tập số 18 có ngón thứ tự của tay trái là 2, 4, 1 và 3. Okay. Bài tập cuối cùng. 1, 2, 3, 4. Lê Duy xin chào hết tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ chương trình VGT Guitar. Các bạn và các học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như Thủ Đức, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội. Và nếu mình có bỏ sót những thành phố khác hoặc những nơi nào khác thì các bạn hãy cho mình biết để video sau mình sẽ hello các bạn ở những vùng này. Và để kết thúc video hôm nay, mình xin các bạn ghi chú thêm một điều nữa mà hầu hết các học sinh của VGT Guitar tại thành phố Hồ Chí Minh trước đây đều biết. Đó là con đường tắt duy nhất dành cho những học viên nghiêm túc nằm ở luyện tập. Lê Duy xin hẹn gặp lại hết tất cả các bạn ở những video sau. Chúng ta sẽ tiếp tục với những bài tập của chương trình VGT Guitar. Good luck, have fun, and bye bye.